Thưa quý vị, ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày vào dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Người dân thì về quê đi du lịch ở các địa phương thì cũng đã hoặc đang trên hành trình trở về các thành phố lớn để chuẩn bị quay trở lại với cuộc sống và học tập, làm việc như thường ngày vào ngày mai. Thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ lễ cách đây ít ngày thì cả tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những tuyến đường cửa ngõ đều ùn tắc nghiêm trọng, có người thì phải chôn chân trên đường đến vài tiếng đồng hồ thì mới ra được khỏi thành phố. Và ngày hôm qua thì nhiều người quyết định rút ngắn kỳ nghỉ để trở về Hà Nội sớm hơn, nhưng mà cũng rơi vào tình cảnh ùn tắc trên một số tuyến đường cao tốc. Và ngày hôm nay, vào thời điểm được dự báo là lượng phương tiện sẽ đổ dồn về Hà Nội sẽ gia tăng đột biến, tình hình giao thông tại cửa ngõ của khu vực Hà Nội hiện như thế nào, chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với phóng viên Hà Chi hiện đang có mặt tại tuyến đường Pháp Vân Cầu Rẽ, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc vào những ngày cuối tuần, ngày bắt đầu hoặc những ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ. Ngay giữa giờ cao điểm, tuy nhiên ngay tại trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ và phía sau lưng tôi đây là một quang cảnh giao thông khá là thông thoáng và dễ chịu, và lượng phương tiện qua lại cả hai chiều đều khá là dễ dàng. Điều này hoàn toàn trái ngược so với ngày hôm qua. Cũng tại địa điểm này và thời gian này, tình trạng giao thông đang diễn ra là ùn tắc kéo dài 3 cây số trong nhiều giờ đồng hồ. Nguyên nhân là do lượng người và phương tiện đổ dồn về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ quá đông, cộng với việc có tổng cộng 11 sự cố đã xảy ra trên tuyến đường này ngày hôm qua, nên người dân đi lại rất là khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên ngày hôm nay thì theo báo cáo thì không có một sự cố nào xảy ra trên tuyến đường này, cộng với việc người dân đã đổ dồn về Hà Nội trong những ngày trước đó, nên giao thông khá là thông thoáng, người dân đi lại dễ chịu và dễ dàng. Tuy nhiên, điều này không chỉ xảy ra tại đây mà tại các tuyến đường khác của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là các tuyến đường cửa ngõ, tình trạng giao thông cũng khá là khả quan. Tuy nhiên vẫn xảy ra một số sự cố tại một số tuyến đường đã gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ, điển hình như trên tuyến đường cầu Thanh Trì vào lúc 16 giờ 15 phút ngày hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một nam thanh niên va chạm với giải phân cách khiến người này tử vong tại chỗ và giao thông qua lại ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên đã được giải quyết sau đó và người dân đi lại bình thường. Tuy nhiên dự kiến trong ngày mai là ngày làm việc trở lại làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, cộng với việc một lượng người dân lao động tự do vẫn trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Do đó nhiều lực lượng chức năng cho rằng nhiều khả năng tại các tuyến đường nội đô của thành phố sẽ rơi vào tình trạng ùn tắc, ùn ứ. Vì vậy chúng tôi cho rằng là mỗi người nên lựa chọn một thời điểm và một lộ trình đi thích hợp hơn để có thể tránh phải tình trạng ùn tắc. Còn bây giờ xin mời quý vị các bạn hãy quay trở lại với trường quay. Phóng viên Hà Chi thường trực tại hiện trường. Xin cảm ơn phóng viên Hà Chi đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết về chương trình giao thông, về những thông tin về giao thông sau những ngày nghỉ lễ.